Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại thì đang là buổi chiều của ngày 21 tháng 3 năm 2021, 4 rưỡi chiều đây, thì chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Ngân. Đây là khu 1 Tiên Lương anh nhỉ? Vâng, gia đình nhà bác Ngân tại khu 1 xã Tiên Lương. Và bàn giao gia đình nhà bác là một đôi lọc bình chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Chúng tôi vừa kê kích cũng như là bàn giao vào cho gia đình đây, cũng như là không gian phòng thờ của nhà bác Ngân đây. Vâng ạ, thì đây tôi có quay lại một cái video clip làm kỷ niệm với bác và gia đình, cũng như là cái đôi lọ lộc bình vừa lắp đặt vào không gian phòng thờ rất đẹp. Nhà bác thì đã có sẵn là sập sập ngồi rồi, sập thờ rồi, cũng như là hoành phi câu đối sơn son thiết bảng rất là đẹp vậy. Đây là cái bộ đồ nội thất phòng thờ của nhà bác Ngân đây quý nhá. Bên trên này cuốn thư câu đối giác vàng rất là đẹp, thì quý vị có thể tham khảo cái mẫu sập thờ đây. Mẫu sập thờ này, mẫu sập thờ tứ linh này. Bộ đồ thờ này chắc cũng ít anh nhỉ? Bộ đồ thờ chắc cũng ít đúng không? Vâng. Đây quý vị nhá, rất là đẹp nha quý vị nhá. Quý vị có thể tham khảo cái mẫu phòng thờ của nhà bác Ngân đây, rất là đẹp. Đó. Phía bên này thì là bác Ngân, bác Ngân kia. Như là bên này anh là chắc là con trai ạ. Vâng, đây, anh con trai bác Ngân nhé. Thì anh đang ngắm nghía đôi lục bình đây. Vần vèo rất đẹp. Đấy, ưng ý chứ anh? Ok. Không biết là hôm trước là anh biết xưởng xem ở đâu biết. Anh là xem qua web YouTube. À, trên web à? Vâng. Ok mọi người nha, quý vị nào có nhu cầu mà muốn mua sắm và sở hữu một đôi lộc bình như nhà bác Ngân tại khu 1 xã Tiên Lương. Tiên Lương vẫn Cẩm Khê nhỉ anh nhỉ? Hay Hạ Hòa nhỉ? Tiên Lương là Cẩm Khê rồi, vâng. Xã Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và đôi lộc bình như này thì có liên hệ trực tiếp bên xưởng nha. Cơ sở địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, có số điện thoại là 0957 5086, website là đồgỗtùng8.com. Rất cảm ơn bác Ngân và gia đình đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm chúng tôi nhé. Ok, xin chào mọi người.